Thứ bốn thì ngắm khi quân dự nộp đứng Chúa Giêsu cho an nạt là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Du Dêu, mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó trong nhà ấy, đoàn mới nộp cho cái ở phang. Bây giờ có một người các con xỏ tay vào báo sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hàng. Thầy cả Du Dêu nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng ra mình là con Đức Chúa Trời thì mắng rằng: ấy bay, đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân dự bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà lấy khăn che mặt, đoàn mới dỗ cũng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu, lại lấy roi cùng để giày đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng: mày phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ mà chối ba lần rằng: tôi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà trợ mặt ra xem ông thánh Phêrô. Bây giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đứng. Lòn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc lóc. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lạy Cha,
mười kính kính mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng con mạnh sức mà xứng đạo Đức Chúa Giêsu ra, kẻo ngày nào trôi trắng